Minion 생성까지 30초 남았습니다. 여기 아플 거 좀 보고 싶어요. Anh luôn luôn trong nhà này. Thôi về thôi. Rồi ngon. Ơ này này. Hả? Thôi về thôi, về thôi, về thôi, về thôi. Phải bắn năng lượng, phải bắn năng lượng. Rồi không được rồi. Ờ tôi để lại cái quất đấy rồi. Dậy đi rừng. Minion들이 생성되었습니다. Đấy nhưng mà biết dây Việt Nam là như nào các bạn. Mày tập ping ăn lại chim rồi mấy ông mẹ nhiệt tình giúp đỡ mệt. Đây để tôi giúp cho. Khỏi 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 khỏi, tập ping thôi cho nó đi ra mà. Anh hai bãi mà. Khéo thế. Mắc rain luôn đấy. Ủa nó hiện cái dòng gì vậy ta? Ông đã đưa em quá. Tôi đưa em kìa. Đâu? Ông đã ông có thể kiếm nó gì đâu. Chẳng nói nó hiện như thế. Tôi sẽ để bản tiếng Anh cho biết. Má cái tiếng game vẫn còn to thế nhờ. Để có 4 mà vẫn còn to thế. Sao sao ông nói ông gì? Ơi, đây, ông đây, ơi. Đây 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 đây. Qua phía bên này. Cái phía nó cho chạy. Ôi. Ôi. Ủa tôi lên tôi quy nó rồi. À tôi phi trong bụi này nên tôi lên tôi quy nó không được. Quên phi trong bụi này là không phi được. Chết luôn rồi đấy. Không phi chồng được. Thằng này tốc biến luôn rồi nhá. Mít mất tê lên luôn rồi. Mấy thằng nhóc các bạn ơi, mấy thằng nhóc đòi solo kill bách mèo á. Dây Việt Nam mà chạy lắm bạn ơi. Tính green hơn. Đéo đi hẳn ra, đéo đi vòng ra. Đi lượm đéo đây. Thôi mình câu giờ cho mình đấy là được. Câu giờ cho đen này nó farm là ok. Ngon phép, không lát mấy các bạn. Được má. Lâu lâu nó đừng có bị đơ là được. Lâu lâu đánh bị đơ 1-2 giây. Ui dồi ôi, không nhìn máu quá. Chúng ta làm thế mà còn thiếu. Tại vì tôi mua 2 kiếm đấy các bạn ạ. Ủa tôi mua 2 kiếm là chết mẹ rồi. Tôi mua một cái này bởi vì tôi thấy thằng Quick nó ganh.
Tôi lên để đề phòng các bạn ạ. Ô, đủ là nó không? Gan kiếm gì ông ơi, nó phải level 6 mới gan 5 chuẩn được chứ. Ôi được rồi. Nó thọt cho con chó rồi mà. Ở bên châu bị delay 20 giây á? Chắc không phải đâu. Delay đâu mà delay. Tôi có delay miếng nào đâu, bật cái lên luôn mà. Châu với mình chơi mấy cái này có bao giờ được. Đấu gì đâu mà để. Blind nghĩa là mù á các bạn. Blind là bị làm mù. Nhưng mà nó chat blind gì đâu. Mình di chuyển cùng team như thế làm gì có chuyện blind. Thôi đóng băng ba con này thôi. Giờ nó ra mình lên mình đấm. Nó chưa nó kêu swap lên cho nó kìa. Nó đi Vina sát đuối quá kìa. Còn Diana vừa vô đi Vina sát đi không nổi. Sao ông biết là nó là swap? Ông chỉ thấy nó ping lên trên là ông nghĩ thế rồi đúng không? Ping vậy là biết rồi. À, đổi lên, mình đổi lên cho nó. Mặc dù mình đi vào nesut mình không khỏe. Đó, ông lên giải thính ngân cũng được rồi. Tôi biết rồi, nhưng ý là tôi đi tôi không đấm nhau với nó được. Không đấm chết nó được. Đi tôi lên giết nó. Chủ ấy mình ép vào nó, mình ăn lúc nào cũng được. Rồi. Và đấy, con đàn này có 2 cái acid là ok rồi đấy. 3 xị rồi. Hai tốc biến tiếp không ạ? Nhanh sớt đi ạ, hai tốc biến không? Wow, anh giỏi đấy á. Mình nghĩ rất là mấy. Mình không cần phải hiên văn vẫn thắng các bạn. Ranh hàn yên bình nghỉ á. Yên bình gì bình thường. Hôm nay stack 130 số à. Kệ vậy, cấp vào vậy. Không xong Dai limit được, không sao cả. Mình đi tốt thằng này mình vẫn đi được. Chẳng qua là mình không giết được thôi. Còn rồi đáng lẽ là giết thì gặp thằng canh. Kinh nghiệm của mình là nếu chơi dây với Nasus hay là Pa cầm chinh phục đánh nhau thì khỏe nhưng mà ok bằng top Pa rồi. Lúc mà bị xì lâu á thì nó pha lợi á. Diana kêu rừng tuyệt vời hả? À, đây ông giết nó. Tán là cái tốc biến rồi, chạy nhỏ đâu. Rồi, ok. Có blue free luôn. Thơm. Má, đang định vô xin blue, dễ thế.
Ông ơi lên làm tí thằng này không? À mất ulti rồi gì? À mất ulti rồi. Mình chết đã. Đi thôi được, hơi toàn chu vậy. Thế thôi. Mà tôi cũng hút máu. Ông hút máu tôi cũng hút. Từ ông. Có quyết bị. Hút từ lĩnh. Có quyết đang vòng vòng trễ đó. À lên lấy lại blue với mày. À ra biết rồi. Rồi kia rồi kia rồi. Chắc là nó sẽ bọc lên ông, tôi sẽ đứng đằng sau. À đây, đây nó bắt con Diana đây à. Nãy giờ sao giết thằng quần què nó xếp lại chụp ta. Ừ, để cho các bạn. Nửa máu easy. Ông đẩy đi giết được ấy. Tôi biết rồi. Nó có rồng nữa kìa. Đi vô bộ vô giết nó luôn nè, để tôi tan giao tôi đồ hồ cát. Tan sẽ tôi đồ hồ cát cho. Ôi mẹ chết luôn khỏi đồng hồ. Nhóc. Mày mất chủ rồi. Không, không mất được, khó mất lắm, lâu mất. Bình tĩnh. Rồi, nó ăn xong rồi, nó đi ra ăn rồng rồi. Có chẳng con rồng nữa nè. Ôi, mất thật rồi. Portabi phá đi được rồi. Agon đi được rồi. Nãy tôi đi top không ra mà bốt mấy quả như này. Không lộ mặt thì thằng đẹp sớt. Thằng đẹp. Đang xuống ấy. Thằng đấy sớt nó có thể tê lê á. Tôi đập được quả mẹ rồng luôn, hốt được cả đám luôn. Phê thật. Anh em mình đánh hơi ao trình, đánh cứ kiểu pro và rủng ấy. Phải lát ba đó sống thì phải quả đấy mình xài e chứ mình xài cái quy vào người con cái sardine là mình sống rồi. Ui người bạn tình nghĩa ra hồi một cái để về hồi. Ôi mà bạn ơi, ôi. Ra ba con đấy sớt không làm khó được mình đâu bạn ơi. Ba gà bên Hàn à, ừ chắc thanh niên đấy ba gà bên Hàn. À có tới Hàn rồi còn khịa thầy được. Chịu đấy. Các bạn hỏi mình phải trả lời thôi. Ông ơi. Nè ăn cua. Ôi lại đâu đây. Đây. Ok. Đổi lên lại sao? Bọn này nó lại sợ tôi rồi. Thôi đến tôi cover thằng kia lên được tôi cũng giết các bạn. Nhịp nhàng quá. Thu đi ông ơi. Được chứ. Úi ra này, úi ra này, úi ra. Đứng ở đây nhá, đứng ở đây kia. Ông ơi, nó chết thẳng cho tôi. Nó ra này, nó là boss kìa. Ok. Tôi lên tôi giết thằng Cassadin phát. Thằng này chết với tôi rồi.
Cho con chó nó không 17%. Nó mới có 3-1 thôi, nó đang stack số được. Không như ai kia. Không mượt lắm. Cái lúc mình nhảy vào ấy, bình thường là sau khi mình nhảy vào phát là e được luôn. Sau cái hit passive, đây không e được. Không mượt lắm. Nó không đủ nhanh. Được thêm thằng nữa mới ganh của mình. Đánh bó cẩn nha. Ông ơi, ra dòng ngoài ông ơi. Tôi chỉ định tốc biến để né ulti của nó thôi. Hay là nó ulti các bạn. Mà quên mất cái tốc biến né ulti là giờ. Tôi để nó ulti thẳng vào luôn. Không chạy được. Không ngăn được tôi đâu bạn ơi. Ngăn là này lên cái kiểu gì đấy. Ok. Còn khó lên, khó lên. Rút lên rồi các bạn này. Xong con này ra ăn rồng các bạn. Ôi giời. Úi giời, bạn gọi cả nhà bạn lên đây. Đồng thế. Đan sứ giả không ơi? Rồng nó mày. 30 giây. Ừ, ok ok, để thôi, có gì tôi solo sứ giả. Nãy mình còn cái đồng hồ nữa, mình chưa có đóng đồng hồ sớm. Ông ơi, ôi đi bỏ. Nó có cướp tôi sao ông ạ? Đây nè, nó đang đây nè. Chưa hàng rồi ông ơi. À, ăn rồng. Nó chạy nhanh lắm. Tôi đéo làm gì nữa. Ăn rồng đấy. Không có gì đó đâu ấy nhỉ. Không có cái gì đi đâu rồi. Không biết tôi thả sứ giả này. Thôi từ từ, đợi team mình ra đi. Từ đó. Vội gì? Ừ, tinh bảy mấy, đấu cao lắm đâu. Ơ, mắt sứ giả mất rồi. Ơ, mất mắt sứ giả rồi à, đéo nhạt à? Thôi không nhạt. Phải nồi, thanh điên. Anh sứ giả đéo nhạt mắt. Bởi vậy với cái tên là mặt áo chó đó. Bởi vậy các bạn biết tên mặt áo chó từ đâu ra rồi. Mà chạy ra, ông ơi, con tôi còn, ông ơi, tôi chạy ra suy nhật. Thả mít, thả suy nhật mít. It's come down, trong gì mà suy nhật thì ông nhật. Chị Ít luôn thế. Ông nhảy đây, ông nhảy đây. Chưa. Chưa thấy gì hết sao nhảy. Đây, nhảy nè. Từ. Tôi chạy vào chạy vào nhảy. Nó đẩy bốt kìa, tôi xuống bốt đó. Đây, rào luôn nè. Tôi phải nhảy bốt, tôi xuống bốt, tôi xuống bốt. Chắc
파괴 되었습니다. Giết được mà. Đánh từ các bạn ạ, mình solo 1 bây giờ thua nên bay vô đánh luôn thì thua. Trước mình đánh nhanh 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 rẻ nó thì được chứ. Bay vô đánh luôn nó sao lại nó. Nó tìm băng chứ rồi. Biết phải đi lên tôi mà. À, đủ đồng hồ cát chưa ta? Đủ rồi chứ. Ôi đủ từ trước rồi, lâu lắm này. Hơi vơ vàng tí, hơi vơ vàng tí. Anh em tôi cảm hơi vàng tí. À, mảnh phấn cầu xanh rờn mà các bạn. Ra mít tôi thải sứ giả. Để bãi lên. Xong mình bật tát lại. Ủa sứ giả lắm ta. Mình lên vô danh mình đánh được nói. Lởm lắm bạn ạ. Trận này mình đóng vai trò bốc chính của team. Mình đâu cần phải vô đi thằng nó làm gì đâu. Đép được nó, đẩy lưu được lính. Thế team Baron luôn chứ nhỉ. Ờ thế thì thằng Diana phải đi bố chứ. Diana cầm chú đốt à? Ừ. Mẹ. Bố trách nhiệm vãi lìn. À, bố trách nhiệm vãi lìn. Để nó mua để chạy nhá. Thằng Diana. Thì phải đi stick vừa vào vẫn. Phi đâu. Agony 당했습니다. Tôi chết Diana rồi. Rồi tôi boss luôn nè. Hello. Đấy không tôi hả? Ông ấy flash bóp tôi. Này flash bóp tôi, nó flash để viên đạn này bay từ đây qua đây chết. Phải lên tôi cover nó bóp tôi chết ông ạ. Phải lên đồ con chó. Team này có cần giảm hồi máu không ta? Cũng cần đấy. Má mất con rồng rồi. Flash qua và viên một trúng một được hai. Mất con rồng rồi. Rồi. Nói ri ulti à? Nói ulti đấy. Rồi. Đó. Trời ơi, mấy cái đứt nó rờ mẹ đi. Nó đồ con chó thật sự luôn đấy các bạn. Nó bóp mình chứ không phải lấy mình xa rồi nó mình về chứ. Mình né con insert rồi mình bắn cầu tấm kia một máu rồi. Thằng kia chạy như con chó rồi thì ăn hôi được bắn được hai chiếc mình. Cày vãi nồi. À tôi đang xuống. Đây. Thằng này nó bị gì vậy ta? Nó đang đi lên check time một vòng à. Mày thấy sao giết được? Làm gì vậy? Bạn nghĩ bạn giết được tôi đi. Rồi tôi đẩy nó ra mà. Thì tôi còn fear mà. Cái fear tôi hồi nhanh lắm. À, Baron kìa. Nó fuck Baron rồi. Tôi để tốt lên. Đẩy đi, ông đẩy đi, ông đẩy đi. Tôi ra Baron kìa, không cho nó về. Không nó về.
cát về được thôi, con cát về được. Cát không sao, cát không sao. Rồi được rồi, một lan rồi. Em ạ, phải lìn. Thằng ốc chó. Chắc chẳng là Anna chứ ai nữa. Chắc là ping tôi đang sống đúng không? Để tôi tự ping vào cái tên tôi mà. Không phải. Ờ không phải đâu. Cũng chẳng phải ping tôi đâu. Chắc ping Ezreal quá. Ờ. Anh em mình có thể check tên của anh em mình mà cả. À ping, nó ping con Senna thì phải. Senna Ezreal gì á. Ờ, ping Senna đúng rồi, Senna chạy rít tôi làm gì. Chả tác dụng gì cả. Một mình tôi solo với thằng kia là đủ rồi. Hồi nãy mình bị CC mà đâu có kịp đồng hồ cát đâu. Đồng hồ được thì ngon quá. Thôi một lan là được rồi cho nó Baron, sao đâu. Cái lan quan trọng hơn Baron. Anh Baron chỉ chắc đẩy được. Mà giờ cho chúng nó đẩy mình rờ ra mới sướng này. Bắn đầu lắm. Bấm nó. Cú lại. Này. Đấm hồ bước chết đi. Nó sát tiếp sau, nó sát tiếp sau lại. Nó sát sau này, nó sát sau này không ơi. Nó sát sau này không ơi. Rồi chết rồi. Rồi chết nó sát rồi luôn à. Ok. GG. Rồi chịu. Nhiệm vụ chủ yếu của mình là bắt được thằng AD là xong rồi các bạn. Xong rồi. Thằng AD nó xanh nhất team mà. Lo hết. Ezreal làm cái gì vậy trời? Không phá mẹ nhà đi cho xong. Yeah. Ôi. Trời ơi, chủ yếu là quả đấy tôi bắt được thằng AD săn nhất team bên kia thì team bên kia còn cái gì đâu mà chơi. Ôi.